VFF báo tin quá vui cho huấn luyện viên Kim Sang Sik khi đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2024, người hâm mộ vỡ òa. Khi AFF Cup 2024 đang đến gần, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã mang đến những tin vui quan trọng cho huấn luyện viên Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về bối cảnh và những thách thức mà đội tuyển sẽ phải đối mặt, cũng như cách VFF và huấn luyện viên Kim Sang Sik dự định vượt qua chúng, chúng ta cần xem xét kỹ hơn về tình hình hiện tại. Vào tháng 11 năm nay, AFF Cup 2024 sẽ diễn ra, một trong những giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, giải đấu này lại trùng lịch với các cúp châu Á như AFC Champions League và AFC Cup, gây ra không ít khó khăn cho nhiều đội tuyển trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Truyền thông Thái Lan đã tỏ ra hoang mang về việc đội tuyển Thái Lan có thể bị ảnh hưởng lớn bởi việc nhiều câu lạc bộ hàng đầu của họ như Buriram United, Chubangkok United và Port Authority FC phải tham gia các giải đấu quốc tế trong cùng thời điểm. Những câu lạc bộ này đều sở hữu nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Điều này khiến huấn luyện viên Masatara Ishi phải đối mặt với việc tìm kiếm những phương án thay thế cho đội tuyển. Tương tự, đội tuyển Việt Nam cũng không ngoại lệ. Các câu lạc bộ như Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa. Những đội bóng thường đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ tham gia giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á và có thể cả AFC Champions League 2. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc xây dựng đội hình mạnh nhất cho AFF Cup 2024. Trước thách thức này, VFF đã nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm giải pháp. Phó chủ tịch VFF ông Nguyễn Xuân Vũ đã khẳng định quyết tâm của VFF trong việc đảm bảo đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt nhất để thi đấu tại AFF Cup 2024. Ông chia sẻ tình trạng AFF Cup chung lịch thi đấu với giải đấu của các câu lạc bộ đúng là đáng lo. Tuy nhiên, đây là tình trạng chung của các đội bóng ở Đông Nam Á chứ không riêng gì đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vắng một vài trụ cột, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng xây dựng lực lượng tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trong khả năng có thể những lời phát biểu của ông nguyễn xuân vũ đã mang lại sự lạc quan cho người hâm mộ việc vff sẵn sàng đàm phán với các câu lạc bộ trong nước để tìm ra giải pháp tối ưu nhất có lợi cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia là một bước đi cần thiết và đúng đắn mặc dù aff cup không nằm trong hệ thống thi đấu của fifa do đó các câu lạc bộ không có nghĩa vụ phải nhà cầu thủ nhưng với sự khéo léo và tinh thần hợp tác vff có thể đạt được thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực trong các trận đấu gần đây. Mặc dù không thể tiến xa ở vòng loại World Cup 2026, nhưng đội bóng đã thi đấu đầy cố gắng và thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường. Những thay đổi chiến thuật và sự linh hoạt trong cách sử dụng cầu thủ của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mang lại sự tươi mới cho đội tuyển. Với việc VFF khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để đội tuyển Việt Nam có được lực lượng mạnh nhất, Tại AFF Cup 2024, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có nhiều cơ hội để triển khai những chiến thuật phù hợp và phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Ông cũng sẽ có thêm thời gian để thử nghiệm và ổn định đội hình trong các trận giao hữu quốc tế diễn ra vào các dịp FIFA Days vào tháng 9, 10 và 11 tới. Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFF Cup 2024 với mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch. Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội tuyển đã có những trận đấu với Philippines và Iraq, nơi họ thể hiện sự ngẫu hứng và linh hoạt trong lối chơi. Mặc dù kết quả không hoàn toàn khả quan, nhưng những dấu hiệu tích cực về tinh thần và chiến thuật đã mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Trong đội hình hiện tại, những ngôi sao như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng và Quang Hải tiếp tục là những trụ cột quan trọng. Sự trở lại của những cầu thủ đã từng bị lãng quên dưới thời huấn luyện viên Chu Jie như Nguyễn Đức Chiến cũng mang lại nhiều lựa chọn hơn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc xây dựng đội hình. AFF Cup 2024 hứa hẹn sẽ là một giải đấu khó khăn khi các đối thủ trong khu vực đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao. Đặc biệt, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều là những đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ VFF và quyết tâm của huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cầu thủ, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo nên bất ngờ và đạt được thành công tại giải đấu lần này. Người hâm mộ Việt Nam có lý do để vỡ hòa trong niềm vui khi biết rằng đội tuyển quốc gia của họ đang được chuẩn bị tốt nhất có thể cho AFF Cup 2024. Sự cam kết của VFF trong việc hỗ trợ huấn luyện viên Kim Sang Sích và đảm bảo đội tuyển có lực lượng mạnh nhất sẽ là nền tảng vững chắc để đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch. VFF đã mang đến những tin vui quan trọng cho đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang Sích khi khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa để đội tuyển có được lực lượng mạnh nhất tại AFF Cup 2024. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ lịch thi đấu và sự cạnh tranh gay gắt trong khu vực, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần chiến đấu kiên cường, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng vào một kỳ AFF Cup thành công rực rỡ. Người hâm mộ Việt Nam hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho đội tuyển trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới. Huấn luyện viên Kim Sang Sinh gặp may khi có 5 tháng chuẩn bị ASEAN Cup. Nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ổn khi đối mặt với bài toán làm mới cho tuyển Việt Nam. Ở đợt tập trung đầu tiên và với quỹ thời gian không nhiều, huấn luyện viên Kim Sang Sik chọn phương án an toàn khi dùng nhiều cựu binh cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq. Sự lựa chọn này được cho là hoàn toàn hợp lý. Sau quãng thời gian người hâm mộ chứng kiến công cuộc trẻ hóa rồi thất bại từ huấn luyện viên Chu Jie. Nhưng rốt cuộc những gì xảy ra có thể khiến tất cả phải nghĩ lại tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu về kết quả vốn được tính toán trước đó tức là thắng Philippines cố gắng kiểm điểm khi gặp Iraq hay lối chơi tinh thần khởi sắc hơn tuy nhiên một số cựu binh lại gây khá nhiều thất vọng dù được tin tưởng Quang Hải là một điển hình tiền vệ từng xuất sắc nhất Việt Nam trở lại đội hình xuất phát dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cả hai trận đấu nhưng màn thể hiện rõ ràng đầy bất ổn tương tự với Đặng Văn Lâm rồi tới Hùng Dũng, Bùi Tiến Dũng để thấy rằng không phải khi nào các cựu binh cũng ổn như danh tiếng, kinh nghiệm mà mình sở hữu. VFF chắc chắn không yêu cầu huấn luyện viên Kim Sang Sik trẻ hóa tuyển Việt Nam. Sau khi nhìn vào thất bại từ ông Chu Jie và tình hình thực tế nhìn từ Village hay các giải chuyên nghiệp, nhưng làm mới là điều cần được triển khai. Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ không thể trông cả vào các cựu binh, ngôi sao xuất hiện trong vài năm qua của bóng đá Việt Nam cho những chiến dịch sắp tới ở ASEAN Cup, vòng loại Asian Cup mà bắt buộc phải làm mới, dày thêm thành tích hòng tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn. Điều đó là cần thiết bởi AFF Cup sẽ gần như trùng lịch với giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á hay châu Á nên rất dễ mất quân hoặc phải chia sẻ nhân sự cùng nhau thay vì ưu tiên cả cho tuyển Việt Nam. Không dừng lại ở việc các giải đấu trùng lịch, V-League mùa tới như công bố khả năng đá xuyên suốt trừ các kỳ FIFA Days thay vì ngắt quãng nghỉ nhường thời gian cho tuyển Việt Nam. U23 Việt Nam tập trung nên số lượng cầu thủ mà ông Kim Sang-sik cần phải có sẽ rất lớn. Đây không phải bài toán dễ dành cho thuyền trưởng người Hàn Quốc nhưng cũng chẳng đến mức quá khó nếu ông Kim Sang-sik cởi mở và trao cơ hội cho những cầu thủ khác tại v thay vì đóng khung bằng lựa chọn cũ. Nguyễn Thành Trung và Phan Văn Đức hồi sinh, huấn luyện viên Kim Sang-sik không mừng thì ai mừng? Trung vệ Nguyễn Thành Trung và tiền đạo Phan Văn Đức chơi rất hay trong trận đấu đỉnh cao giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 23 V-League 2023-2024 ngày 16 tháng 6, cho thấy họ đang hồi sinh mạnh mẽ. Dự khán sân hàng đấy, huấn luyện viên Kim Sang Xích chắc hẳn vui mừng. Nguyễn Thành Trung của Hà Nội FC chơi rất hay trong trận đấu nói trên. Anh chính là linh hồn ở hàng phòng ngự của đội cựu vô địch V-League. Nếu như duy mạnh mạnh mẽ, có xu hướng lao lên phía trước để ngăn cản đối phương ngay nhịp nhận bóng đầu tiên thì Thành Trung chơi điểm tĩnh, thường lùi về phía sau với vai trò bọc lót cho đồng đội. Nhưng ngay cả khi đó, Thành Trung cũng không ngán các pha tranh chấp tay đôi với cầu thủ tấn công của đối thủ. Ưu thế về thể hình, cao 1m82 cộng với kỹ thuật cắt bóng tốt, khả năng đọc tình huống giỏi giúp Thành Trung trở thành trung vệ khá toàn diện. Một cầu thủ hiệu quả khi tranh chấp trước các ngôi sao tấn công thượng thẳng của câu lạc bộ Công an Hà Nội như Kiều Văn, Quang Hải Jefferson thì hẳn đấy không phải là trung vệ tầm thường. Thật ra Thành Trung đã chơi hay, ổn định trong nhiều trận trước đó của đội cựu vô địch Village Hà Nội FC. Phong độ cao của cầu thủ này chung với đà hồi sinh của Hà Nội FC ở giai đoạn vừa qua. Hà Nội FC từ chỗ ở nửa dưới bảng xếp hạng cách đây vài tháng, giờ họ leo lên đứng vị trí thứ 3, chỉ còn kém đội đầu bảng Nam Định 5 điểm. Hà Nội FC hiện có 39 điểm, Nam Định có 44 điểm. Thành Trung vì thế sẽ là nhân tố mà huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chú ý trong những ngày tới. Dạng trung vệ vừa giàu kỹ thuật, vừa có thể hình, lại có thêm kinh nghiệm và sự điềm tĩnh như Thành Trung, rất cần cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Thành Trung có nét gì đấy khá giống với Bùi Hoàng Việt Anh, chơi ở hàng hậu vệ, có ưu thế về thể hình nhưng chơi không băm bổ. Đây là dạng trung vệ có khả năng chỉ huy hàng thủ rất tốt. Một nhân vật khác một ngôi sao khác cũng chứng tỏ sự hồi sinh thông qua trận đấu giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Công an Hà Nội tối 16 tháng 6, đó là tiền đạo Phan Văn Đức. Ngôi sao tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội ghi một bàn thắng quá đẹp, anh xoay người sút bóng vào góc cao khung thành trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hệ thống phòng ngự cũng như thủ môn đối phương. Đây là kỹ thuật giữ điểm rất khó, không phải cầu thủ nào cũng có thể thực hiện được. Việc xoay người dễ dẫn đến sự mất thăng bằng cho cầu thủ sút bóng nên thường các cầu thủ tấn công ý thực hiện chính xác các pha dứt điểm như thế này. Chưa hết, xoay người sút bóng trong bối cảnh của một trận đấu căng thẳng, chịu nhiều áp lực tâm lý như trận Hà Nội FC gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội càng là việc không dễ dàng. Sau trận, Phan Văn Đức được clip bàn thắng lên trang cá nhân của mình và nhận được những phản hồi rất ấm lòng. Điều đó chứng tỏ người xem đánh giá rất cao pha lập công của Phan Văn Đức. Tiền đạo của đội Công an Hà Nội hồi sinh đúng ngay thời điểm huấn luyện viên Kim Sang Sích đang đi tìm tiền đạo cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc từng thử nghiệm hai cầu thủ cho vị trí này trong trận đấu với Iraq hôm 12 tháng 6. Người đầu tiên là cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang, nhân vật tiếp theo là tiền đạo Đinh Thanh Bình. Cả hai người nêu trên đều có một số hạn chế nhất định. Khuất Văn Khang còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nên tính ổn định không cao, trong khi đó Đinh Thanh Bình chưa chứng minh được đẳng cấp của anh ấy ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, cái tên Phan Văn Đức có lẽ sẽ được huấn luyện viên Kim Sang xích cân nhắc ở những đợt tập trung sắp tới của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của đội Công an Hà Nội không nhất thiết phải đá chính ở đội tuyển quốc gia, tùy từng thời điểm anh sẽ xuất hiện trên sân. Chỉ cần khi xuất hiện, Phan Văn Đức tạo đột biến như cách anh ghi bàn ở trận gặp Hà Nội FC hôm 16 tháng 6 là đủ.